Bình Dương là tỉnh có tiềm năng, tài nguyên du lịch đa dạng phong phú. Đây là thế mạnh, là điều kiện thuận lợi để ngành chức năng tập trung nguồn lực, thực hiện nhiều giải pháp trong đầu tư xây dựng, tạo nên nhiều loại hình sản phẩm du lịch đặc trưng, đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, tìm hiểu, vui chơi, nghỉ dưỡng của đông đảo du khách gần xa. Với quyết tâm đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chính quyền và ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong quy hoạch, thu hút đầu tư, xây dựng thành công nhiều loại hình, địa điểm du lịch. Có thể kể đến những loại hình du lịch thế mạnh như danh lam thắng cảnh, sinh thái nghỉ dưỡng, di tích lịch sử văn hóa, du lịch làng nghề và gần đây là du lịch công nghiệp. Sau thời điểm bị gián đoạn bởi đại dịch thì số lượng du khách đến với Bình Dương đã dần tăng. Năm 2023 có trên 2 triệu lượt du khách đến với các loại hình, địa điểm du lịch đem đến doanh thu trên 1.400 tỷ đồng. Điều này cho thấy tiềm năng, tài nguyên du lịch Bình Dương được khai thác, đầu tư, duy tu nâng cấp, xây dựng mạnh mẽ, đưa số lượng loại hình, địa điểm du lịch ngày một nhiều lên và tạo được nét mới, phong phú, đa dạng cho du lịch địa phương. Nhằm đem đến cho du khách một sản phẩm địa điểm du lịch đặc sắc nữa, tỉnh Bình Dương đang thực hiện đề án bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài Tân Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một với sự phối hợp hỗ trợ đắc lực từ những doanh nghiệp, trường nghề, cơ sở gia truyền, nghệ nhân. Khoảng thời gian gần đây thì cái cơ sở chúng tôi là cũng tiếp rất nhiều khách du lịch, nhất kể cả nội địa cũng như khách du lịch nước ngoài. Cơ sở cũng đang làm một số sản phẩm xem du lịch trải nghiệm để các trường học, các trường đại học, các trường học trong tỉnh cũng như ở ngoài tỉnh có thể đến tham quan trải nghiệm về cái làm sơn mài ở Bình Dương. Tôi nghĩ bên cạnh công nghiệp thì phát triển du lịch cũng là lĩnh vực mà Bình Dương có thể hướng tới để thu hút du khách giống như Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Để khai thác tiềm năng du lịch, tôi nghĩ Bình Dương cần phải đầu tư hơn nữa vào cơ sở hạ tầng, bao gồm các nhà hàng, những địa điểm giải trí, đền chùa. Ngoài ra, Bình Dương có thể xây thêm nhà bảo tàng, nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới. Với tiềm năng lợi thế sẵn có, cùng với việc tăng cường thu hút đầu tư, tin rằng Bình Dương sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều sản phẩm loại hình, địa điểm du lịch mới, thu hút ngày một đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, đưa ngành du lịch tỉnh nhà sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như nghị quyết đề ra.